thưa đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa tất cả các quý vị đại biểu, thì tôi xin đi thẳng ngay vào cái vấn đề. Cái chủ đề của tôi hôm nay mà được ban tổ chức diễn đàn đề xuất là khơi thông nguồn lực, phát huy nội lực để nền kinh tế sớm phục hồi và tôi đặt là bứt phá phát triển. Có lẽ cái chữ khơi thông nguồn lực nó nói lên rất nhiều. Thế cho nên là cái chủ đề của cái bài hôm nay cũng là phù hợp với tinh thần của cái báo cáo khai mạc cũng như là đề dẫn của các đồng chí chủ tọa vừa rồi ấy. Là cái chữ khơi thông có lẽ là chúng ta vấn đề mắc mới nhất chính là ở chỗ là nguồn lực nó không thông. Đấy, cho nên là cái báo cáo này sẽ tập trung vào cái việc đó. Thế thì trong cái đầu tiên ấy, là tôi muốn nói đến một cái câu chuyện mà chúng ta cũng đã biết. Tức là Việt Nam được coi là ngôi sao kinh tế. Nhưng mà thực chất ấy, thì trong lòng ngôi sao lại chứa đựng rất nhiều nghịch lý phát triển. Và hôm nay ấy, tôi sẽ bàn chủ yếu đến cái nghịch lý phát triển. Không phải là để mà nói rằng là cái nền kinh tế của chúng ta là toàn là những cái nét bi quan. Nhưng mà nền kinh tế của chúng ta nó khác thường lắm. Và chính những cái nghịch này nó đang làm cho chúng ta đấy là nền kinh tế là lại vừa tốt nhưng mà lại vừa rất có vấn đề. Cho nên nhận diện được những cái nghịch này ấy, thì đúng là như đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nói ấy, là mới có khả năng là biến nguy thành cơ được. Chứ nếu mà không nhìn ra những cái nghịch này thì không thể tạo được những cái giải pháp khác thường. Cái mà liên quan đến cái động lực tăng trưởng lớn nhất của nền kinh tế để giới thiệu các quý vị đại biểu có một cái hình dung là cái vận hành của nền kinh tế chúng ta nó đang có vấn đề rất lớn về cấu trúc. Thì ở đây ý, chúng tôi thấy là cái này, tức là nền kinh tế Việt Nam, tôi phải nhấn mạnh đặc biệt khu vực nội lực đang có vấn đề nghiêm trọng. Tại sao tôi lại nhấn mạnh nội lực? Là bởi vì Đảng ta nói này, nội lực là quyết định, ngoại lực thì là quan trọng thôi. Nhưng trên thực tế của chúng ta đó, ngoại lực dường như vận hành, phát triển, tăng trưởng thuận hơn, tốt hơn. Còn nội lực, tức là cái khu gọi là cái nền phần nền kinh tế Việt ấy, đang gặp những khó khăn. Mà cốt lõi vấn đề cho cái nền kinh tế Việt, cho cái khu vực bản địa ấy, là đứt chuỗi và các mạch lưu thông nguồn lực bị tắt. Và mấu chốt vấn đề là giải quyết chính là các mạch thông đấy. Thế còn nguyên nhân là gì? Có những nguyên nhân khách quan và ngắn hạn, ví dụ như là Covid, ví dụ kinh tế thế giới đứt chuỗi, đứt mạch, biến đổi khí hậu cũng đang tác động rất mạnh, vân vân, rồi các cơn gió ngược. Nhưng trong cái phạm vi là tác động chính sách, tôi muốn nói đến những nguyên chủ quan. Ở đây nó có hai cái nhóm lý do chính. Là một là những cái vấn đề cấu trúc của nền kinh tế, và cái thứ hai ấy, là câu chuyện điều hành ngắn hạn. Và rất hay hôm nay cả đồng chí Vương Đình Huệ lẫn đồng chí Nguyễn Xuân Thắng ấy, đều nhấn mạnh đến không chỉ là những cái bức xúc nhất thời, nhấn mạnh đến những cái nguyên nhân cụ thể ngắn hạn, mà chú ý đến những cái nguyên nhân trung hạn, dài hạn. Thì đấy là cái điểm như vậy. Thế thì tôi mới đề cập đến là những cái điểm cấu trúc có vấn đề là như thế nào. Thì nó có ba báo cáo với các đồng chí, các vị khách trong cái diễn đàn này ấy. Cấu trúc kinh tế có vấn đề thì có ba cái nhóm vấn đề thế này. Một là cơ cấu ngành. Ta bám lâu vào cái lợi thế tĩnh quá, cái hệ thống đô thị đời cũ quá. Rồi hình như là báo cáo hết giờ. Nhưng mà trường cũng chưa mới hết được 2/3 thôi. Đấy, thực ra thì cái câu chuyện ấy tôi muốn chia sẻ là những cái thêm một số ý nữa, đề nghị là không bấm chuông. Cái thứ hai ấy, là hệ thống thể chế có vấn đề. Thì hệ thống thể chế có vấn đề là ở hai tuyến thể chế. Một là cấu trúc thị trường. Các thị trường của chúng ta là cơ bản là cái mạch lưu thông nguồn lực hiện nay phát triển không đồng bộ. Thị trường tiền tệ, thị trường tài chính, thị trường đất đai, thị trường lao động. Cấu trúc thị trường này có vấn đề thì nền kinh tế thị trường không thể vận hành tốt được. Thứ hai là thể chế điều hành của chúng ta ách tắc ở trong nhiều quá, quy định nhiều quá, chồng chéo nhiều quá. Thể chế sau 30 năm cải cách nó cứ tăng lên, nó cứ bổ sung thêm, chứ nó không làm đơn giản hóa được. Cái mạch ấy là nó phức tạp lắm. Cho nên là phân bổ đầu tư công nó sai lệch. Và cái cấu trúc thứ ba đó là cấu trúc chủ thể của nền kinh tế. Thì tôi thì nói rằng, ví dụ như là cái khái niệm là nền kinh tế nhị nguyên, có lẽ là giữa khu vực nội địa
và khu vực FDI đang có một cái gọi là cái bị chia cắt, bị gọi là không kết nối được với nhau. Rồi trong cái nền khu vực nội địa cũng là bị phân biệt đối xử nhiều. Cho nên là cái cấu trúc thể chế nó đang có vấn đề. Khắc phục được hai cái này thì chúng ta đó, ba cái điểm mấu chốt này thì cái động lực của nền kinh tế mới thực sự là thông được. Thế thì tôi xin nói đến là cái ý mà cái điểm mấu chốt ngày hôm nay có lẽ là liên quan đến cái câu chuyện nó gọi là trở lại một tí lý thuyết, nhưng không phải lý thuyết một tí nào. Và tôi muốn nói rằng là để cái điều kiện để bảo đảm cho lưu thông các nguồn lực trong nền kinh tế là tôi dùng một khái niệm của các ông chí là tam thông. Phải bảo đảm được tam thông thì khi đó là chúng ta mới khỏi phải bàn luận những cái chuyện gọi là cụ thể, mà những cái ách tắc cụ thể. Thứ nhất là thông suốt về hạ tầng. Thứ hai là thông thoáng về cơ chế. Và cái thứ ba đó, thông minh bộ máy. Ba cái yếu tố này, thông suốt về hạ tầng thì là vận hành về nguồn lực trong nền kinh tế nó mới bảo đảm được, giao thông mới tốt được. Tới đây thông tin là cái nguồn lực cơ bản thì hạ tầng số nó phải thông. Chúng ta phải về thứ hai là về cơ chế thì công khai minh bạch cộng với cạnh tranh bình đẳng sẽ bảo đảm cho nền kinh tế này nó thông hơn, giảm bớt cái cơ chế xin cho trong cái phân bổ nguồn lực, cái gọi là tác động hành chính trong phân bổ nguồn lực. Và cái thứ ba đó, thông minh vận hành, bộ máy phải biết ứng biến, không bị quá lệ thuộc vào cái quy chế. Và chúng ta phải có rằng là đặc biệt là trong cái thời buổi bất thường này là phải có những cái yếu tố là bảo đảm cho cái nền kinh tế là nó có thể ứng biến được rất là tốt. Tôi xin trở lại hai cái slide cuối cùng, nói rất ngắn bởi vì phải bỏ qua một số thứ. Xin trở lại cái slide 22, 21. Đề xuất luôn. Một số đề xuất. Thứ nhất, có mấy cái đề xuất này tôi xin nói vắn tắt. Định hình lại cấu trúc của nền kinh tế thị trường nhất nguyên, nó là thống nhất. Thì hiện nay cái tính nhị nguyên, cái tính bị chia cắt của nó đang làm cho nền kinh tế có vấn đề trục trặc nghiêm trọng. Củng cố cơ sở thực hiện đúng đường lối nội lực và ngoại lực của Đảng. Tôi cho là cái này là phải trở lại một nguyên lý rất là cơ bản. Chúng ta đường lối là đúng nhưng mà quá trình đưa ra cơ chế chính sách là nó có vấn đề. Cái thứ hai là quan tâm phát triển lực lượng doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp Việt. Mà Đại hội 13 đã nhấn rất mạnh, tôi nói là văn kiện này lần đầu tiên là nói đến khái niệm lực lượng doanh nghiệp Việt. Thì cái này cụ thể là có gì tôi xin phép là không trình bày ở đây. Thứ ba đó, quan trọng nhất về mặt cấu trúc thể chế là phát triển thị trường, các thị trường một cách đồng bộ. Đặc biệt là thị trường đất đai mà hiện nay đang cũng xin phép với Chủ tịch Quốc hội hôm nào xin phép ngồi lên chia sẻ với lại anh Huệ. Một cái những cái vấn đề rất là có thể nói như tôi cảm thấy là sống còn về thị trường đất đai liên quan đến tài sản đất và liên quan đến đặc biệt là cái cơ chế giá hiện nay nó đang lúng túng. Rồi các cái thị trường tài chính hiện nay là cấu trúc phát triển nó đổ gánh nặng lên các cái thị trường tín dụng, thị trường ngân hàng ngắn hạn, mà đó là những cái thị trường khác là phát triển là chưa vào đúng mạch của nó. Cái thứ tư ấy, là đồng nhịp các giải pháp kinh tế, hành chính, pháp luật. Thì cái này là tôi nhớ cái ý của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng có nói lúc nãy. Không phải chỉ có giải pháp kinh tế, mà cả những cái giải pháp hành chính, pháp luật cũng phải tôn trọng. Nếu không làm tổn thương kinh tế thị trường. Đấy là cái thứ năm ấy là đẩy mạnh giải ngân đầu tư công. Thì cái này tôi không nói nữa. Có mấy cái giải pháp đột phá mà tôi xin phép được đề xuất thế này. Thứ nhất là chuyển ngay giá điện sang giá thị trường. Chúng ta đã có một lần chuyển giá lương thực sang giá thị trường và lập tức nền kinh tế là sống động ngay. Bây giờ chúng ta ôm chặt cái giá điện cũng quan trọng, coi như là quan trọng như giá lương thực ngày xưa đi. Cứ ôm mãi cái giá không phải thị trường. Thế cho nên là nền kinh tế là đang vướng bận mà không giải tỏa được nguồn lực. Tôi vẫn nói rằng nếu chúng ta chuyển nhanh, ngay lập tức giá điện sang giá thị trường là nó trở lại cái thời kỳ giống y như là cái giá lương thực được giải phóng thì toàn bộ cái nền nông nghiệp này là được giải phóng. Thì đấy là cái đột phá. Cái đột phá nữa đó là chủ động gia tăng áp lực chuyển sang kinh tế số, công nghệ cao,
kinh tế xanh bằng các giải pháp kinh tế, ví dụ như là thuế carbon, thị trường tín chỉ carbon và ưu đãi tín dụng cho những cái doanh nghiệp chuyển sang cái này, là cái thứ hai, đột phá thứ hai. Đột phá thứ ba đó là tôi nghĩ rằng là nên thử nghiệm đặt hàng các tập đoàn kinh tế Việt Nam xây dựng đường sắt, mà có thể thử nghiệm đầu tiên ấy là xây dựng đường metro nối thành phố Hồ Chí Minh với sân bay Long Thành. Không phải là cái này là nên dành cho các cái tập đoàn Việt Nam những cái ưu quyền, bởi vì tiền của Việt Nam nên dành, và chúng ta thấy là những tập đoàn Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để mà làm được cái này. Như thế là nó lợi được nhiều việc. Chứ tôi tin rằng chắc chắn là chất lượng không thua kém. Và như thế là Việt Nam mới có thể tăng cường nội lực được, mới có động lực mạnh được. Tôi, cái hình cuối cùng là cho nó, tức là cái cách thôi. Cũng là tất cả các nhân vật đấy, nhưng mà cái cách khác nhau, cái là cuộc tăng trưởng và phát triển nó khác nhau, nghịch lý. Đấy là cái cách, nó làm thông được nguồn lực, thì cái lúc đó nền kinh tế của chúng ta sẽ được giải phóng. Xin cảm ơn tất cả các quý vị.